Đấu La Đại Lục tập 243 thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cúi đầu thở dài một tiếng, Đường Tam nói: "Không ngờ rằng, dưới tác dụng của áp lực mà ta gây ra cho nàng, nàng lại có thể phá vỡ tâm ma của mình, cũng đã bù lại sơ hở này của ta. Khi gặp lại nàng, sợ rằng sẽ không dễ đối phó rồi. Ta vốn nghĩ, hạt sống thất bại đã trồng trong lòng nàng, sau này nàng gặp lại ta, sẽ sản sinh ra suy nghĩ không thể chiến thắng được nhưng nàng lại dùng bốn chữ đồng quy vô tận phá vỡ tâm ma của chính mình nàng không còn vướng bận nhưng ta lại có ta luyến tiếc ba mẹ lưu luyến muội và bạn bè chúng ta ta không làm được đến cảnh giới coi cái chết như quay về đó của nàng ưu thế vốn hẳn đã tồn tại sợ rằng lại bị nàng ta san bằng rồi tiểu vũ nhẹ nhàng dựa lên vai đường tam đừng nghĩ nhiều như vậy luôn sẽ có biện pháp nàng ta hẳn sẽ đến tiền tuyết rằng co giữa võ hồn đế quốc và thiên đấu đế quốc lần này chúng ta trở về đem về không chỉ có vị hải thần là huynh đồng thời còn có sáu người bọn muội nữa bọn muội đều đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la thực lực của cả thiên đấu đế quốc tăng lên mức độ lớn huynh đương nhiên không cần liều mạng với thiên nhận tuyết cho dù nàng ta có liều mạng người đánh không thắng lẽ nào còn quần quanh không rời sao chỉ cần chúng ta chiến thắng võ hồn đế quốc sẽ luôn có biện pháp đối phó với nàng ta ý chí nhất định chết xuất hiện dễ dàng nhưng muốn một mực duy trì lại chẳng phải dễ dàng như vậy à đường tam có chút kinh ngạc nhìn tiểu vũ trong lòng không ngờ muội so với ta còn nhìn rõ ràng hơn muội nói đúng ta tuyệt đối sẽ không liều mạng với nàng ta chỉ cần không để nàng ta gây ảnh hưởng đến trận chủ chiến là được rồi bà xã xem ra muội so với ta còn thông minh hơn à nào cho ca ca hôn một chút lời của tiểu vũ là một điểm ưu lo trong lòng đường tam biến mất sạch sẽ lần đầu tiên vận dụng thần lực đã kích lui được một vị thần tâm tình lúc này của hắn tự nhiên rất thoải mái tiểu vũ bật cười vội vàng rúi đầu vào lòng đường tam ca ca chúng ta còn chưa chính thức thành hôn đâu mau trở về đi không biết hồn hoàn của mọi người hấp thu thế nào rồi đây là hồn hoàn cuối cùng của họ khẳng định đều vô cùng liều mạng ngàn vạn lần đừng xuất hiện nguy hiểm mới được nghe tiểu vũ nhắc tới các bạn đường tam cũng không cố thân mật với nàng nữa gật gật đầu tám cánh sau lưng dương rộng hóa thành một đạo u quang màu lam bay về hướng vừa hay ngược với hướng của thiên nhận tuyết thẳng đến hải thần đảo thiên nhận tuyết đi rồi đúng như tiểu vũ đã nói nàng ta nhất định sẽ đến chiến trường bản thân cũng không thể chỉ hoãn ở nơi này thời gian quá dài ngộ nhỡ nàng ta ở bên đó mượn thần lực gây tổn thương đến người thân của mình thì thật hối hận không kịp quang mang màu lam vàng từ trời đáp xuống đường tam dẫn theo tiểu vũ quay trở lại đến trên đỉnh núi hải thần sơn đấu la thủ hộ hải thần thất thánh trụ đang yên lặng ngồi xếp bằng tại đó mắt thấy đường tam và tiểu vũ trở lại vội vàng đúng dậy chào đường tam mỉm cười xua tay các vị tiền bối không cần đa lễ ta không phải đã nói rồi sao? sau này chỉ cần dưới tình hình không có người ngoài, các vị trực tiếp gọi tên ta là được. tình hình bọn họ thế nào rồi? Hải Long đấu La Đáp còn đang hấp thu Hồn Hoàn, dường như đang đột phá cực hạn. ý chí của họ so với chúng ta nam đó kiên định hơn nhiều. lấy đới một bạch đứng đầu, áo tư tạp, chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh năm người vẫn đều chưa hoàn thành hấp thu đối với Hồn Hoàn, nhưng xung quanh thân thể mỗi một người đều có một tầng vũ khí màu hồng phấn nhàn nhạt. đó không phải năng lượng gì mà là hiệu quả sinh ra khi máu tươi trong lỗ chân lông họ tàn phát ra cùng năng lượng xung quanh thân thể dung hòa với nhau. Cũng khó trách bọn họ lại tận toàn lực xung kích cực hạn của bản thân, mắt thấy đường tam đã thành thần, kích thích đối với mọi người có thể ngẫm mà ra, thất quái thân như một nhà, bọn họ đương nhiên không muốn bị bỏ rơi quá xa, đuổi kịp bước đi của đường tam là không thể rồi, nhưng tận khả năng nâng cao thực lực bản thân chính là suy nghĩ duy nhất của bọn họ trước mắt, đặc biệt là hồn hoàn thần ban không phải dễ có, có được cơ hội này, bọn họ lại đều là sung kích hấp thụ hồn hoàn cuối cùng đây là cơ hội tuyệt hảo sở hữu hồn hoàn mười vạn năm a bọn họ sao có thể không toàn lực ứng phó chứ sử lai khắc thất quái ít nhất cũng đã trải qua hắc cấp ngũ khảo trên hải thần đảo trình độ kiên định tâm trí của bọn họ vượt xa hồn sư thông thường kỳ thực bọn họ mỗi một người ở trên đấu la đại lục đều là cường giả hồn sư nổi tiếng chẳng qua là có quái vật như đường tam chặn ở trước mặt bản thân bọn họ mới không cảm thấy bản thân mình cường đại thế nào lúc này hoàn toàn đem tinh thần đạt trong việc dung hợp hồn hoàn, không đạt đến hiệu quả tuyệt nhất bọn họ quyết sẽ không cam lòng từ bỏ. Tiểu Vũ từ trong lòng Đường Tam vùng chạy ra, mỉm cười nói: "Muội cũng phải bắt đầu rồi." Đường Tam gật gật đầu với nàng. "Cố lên. Có hắn, nàng tự nhiên không sợ các bạn bè gặp rủi ro gì, cường độ thân thể của Tiểu Vũ càng gần với hắn, hấp thu hồn hoàn không thành vấn đề, hơn nữa, Tiểu Vũ trước mắt phải hấp thu là hai viên hồn hoàn, trực tiếp từ hồn thánh nhảy vọt lên cấp bậc phong hào đấu la." Tiểu Vũ ở ngay bên cạnh đường Tam ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một quả hồn hoàn thần ban, dưới ý niệm khống chế của nàng, hồn lực chuyển vào trong nó, bắt đầu việc hấp thu đệ bắt hồn hoàn của mình. Hồn hoàn thần ban hóa thành một vòng lưu quang màu vàng, uốn quanh nhập vào cơ thể Tiểu Vũ. Các bạn hấp thu hồn hoàn còn cần thời gian nhất định, hải thần thần trang cùng Tam xoa kích trên người đường Tam đều đã thu vào cơ thể, lúc này hắn không phóng thích thần lực, trông có vẻ giống như một người bình thường, hai tay chắp sau lưng, nhìn về biển cả phương xa thần niệm của hắn mở ra vô tận trong đầu hắn lại hồi tưởng về trận chiến với thiên nhân tuyết trước đó thời gian chiến đấu cho dù không dài nhưng cả quá trình chiến đấu vẫn cực kỳ kịch liệt đường tam có thể chuyển bại thành thắng chính là thần niệm chiếm ưu thế vượt qua thiên nhân tuyết mà trên thực tế ưu thế trên kỹ năng của hắn còn chưa thể hiện ra trải qua trận chiến trước đó đường tam phát hiện tất cả các hồn kỹ trước khi truyền thừa hải thần thần vị của bản thân vẫn đều có thể sử dụng hơn nữa sau khi hải thần lực ngấm dần vào mấy hồn kỹ này đều đã trở thành hải thần thần kỹ của bản thân thêm vào kỹ năng kế thừa từ hải thần thần kỹ mà bản thân hiện tại có tương đối nhiều kỹ năng hải thần còn cần tìm hiểu luyện thuần thục mà kỹ năng tự thân lại đã tiến hóa cứ đứng yên lặng tại chỗ như vậy trong đầu đường tam bắt đầu xuất hiện từng kỹ năng một đến đẳng cấp của hắn căn bản không cần phải đi diễn luyện kỹ năng thực tế chỉ cần thông qua thần niệm bắt trước trong tâm thì đã có thể đem những gì sâu sắc trong kỹ năng ứng dụng ra trong thực chiến đây cũng giải thích vì sao thiên nhận tuyết ngồi thời gian dài như vậy bên bờ biển, mà lại không thật sự tiến hành thi triển kỹ năng. Nhìn về biển cả xa xăm mà thâm thúy, từng kỹ năng một xuất hiện trong ý thức của đường Tam. Đường Tam cẩn thận làm quen mấy kỹ năng này, lại kết hợp với hiệu quả của hài thần lĩnh vực trong trận chiến giữa bản thân với thiên nhận tuyết trước đó. Tuy đang đứng ở đó, nhưng hắn cũng đã dần dần tiến vào trạng thái nhập định. Đương nhiên, hắn thủy chung vẫn lưu lại một đạo thần niệm ở xung quanh, chú ý tình tình của các bạn một khi tình hình của ai xuất hiện nguy hiểm thì hắn lập tức sẽ từ trong trạng thái nhập định tỉnh lại theo thời gian trôi đi khí tản phát ra trên thân lục quái trở nên càng lúc càng cường đại gần như mỗi người đều bị vũ khí nồng đậm bao vây vào trong loại tình huống này đối với hồn sư là cực kỳ nguy hiểm muốn đột phá cực hạn của bản thân thì mọi thời khắc đều phải đặt thân thể của mình ở vào biên giới của sự tan vỡ một khi thân thể chịu đựng không nổi hoặc là phần kiên trì trong lòng đó sụp đổ như vậy bọn họ cũng sẽ triệt để bị lực lượng của hồn hoàn thần ban hủy diệt hải thần thất thánh trụ thủ hộ đấu la ở bên cạnh nhìn sử lai khắc thất quái trong ánh mắt lúc giao nhau bọn họ đều nhìn ra phần kinh hãi trong đó mấy người trẻ tuổi này thực sự quá xuất sắc đường tam thì khỏi cần nói rồi niên kỷ mới hơn 20 tuổi đã có thể dựa vào thực lực bản thân tu luyện đến trên 99 cấp cho dù trong đó bao gồm cả vận may nhưng thiên phú của hắn cũng khỏi phải bàn hồi tưởng lại bát khảo đầu tiên của hải thần cửu khảo mà hắn đã thông qua có một hạng nào không phải quanh quẩn ở biên giới sinh tử hơn nữa ngay đến cả đại bộ phận áp lực thất khảo cao cấp của tiểu vũ cũng đều là do hắn một vai gánh vác người bên ngoài nhìn vào đường tam trong thời gian 5 năm ngắn ngủi đã từ thực lực 70 cấp tăng lên đến 80 cấp rời khỏi hải thần đảo nhưng hải thần thất thánh trụ thủ hộ đấu la lại biết rõ ràng đó là đem tính mệnh ra cháo đổi một điều không ổn bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng bị diệt vong hải thần đấu la ba tái tây lúc đó cũng sẽ không cho hắn bất kỳ sự trợ giúp nào ngoài đường tam ra sáu người còn lại này cũng đều đã cùng tiếp thu áp lực khổng lồ mà bọn họ cũng đều từng bước vượt qua được. Ban đầu, hải thần thất thánh trụ thủ hộ đấu la tuy ít nhất đều đã vượt qua hắc cấp tứ khảo. Nhưng lúc đó, họ hoàn thành dưới sự chỉ điểm của ba tái tây. Một khi gặp phải nguy hiểm, ba tái tây còn tận lực giúp đỡ họ. Đối với họ mà nói, ba tái tây không những là đại tế ti, cũng là an sư của họ. Hơn nữa, khi tiến hành khảo hạch, nên kỷ của bọn họ so với sử lai like khác thất quái trước mặt lớn hơn nhiều. Mấy người trẻ tuổi này, bằng vào lực lượng của mình, Trí tuệ của tập thể, phá tan những cản trở nặng nề, mới có được thành tựu hiện giờ, mắt thấy, bọn họ niên kỳ lớn nhất sợ rằng cũng chưa đến 30 tuổi, có thể nói, tương lai của Đấu La đại lục phụ thuộc vào bọn họ, trời mới biết được tương lai, trong họ còn có thể xuất hiện ra mấy cường gia thần cấp nữa, dựa vào niên kỳ hiện tại của bọn họ thì hoàn toàn có khả năng thực hiện. Chính tại lúc này, Đường Tam vốn vẫn đứng ở đó trong gia đại dương vô tận đột nhiên xoay người, thân hình chớp lên một cái, hắn đã đến tới trước người áo tư tạp vũ khí bên thân áo tư tạp lặng yên bốc lên dưới tác dụng thần niệm của đường tam dâng lên phía trên đỉnh đầu hắn áo tư tạp từ trong sương mù lộ ra nhìn qua có chút khủng khiếp làn da của hắn hiện tại đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm đặc biệt là bộ mặt càng là đỏ chuyển thành màu tím thân thể không khống chế được đang run rẩy trông có vẻ sắp sụp đổ vậy trông thấy tình trạng của áo tư tạp hải thần thất thánh trụ thủ hộ đấu la không khỏi chấn động trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm người trẻ tuổi này đang liều mạng sao hắn làm như vậy Quả thực chính là đem tính mạng của mình ra làm trò đùa à? Không cần hỏi cũng biết, trong sử lai like khắc thất quái, trạng thái thân thể của áo tư tạp là kém nhất. Cho dù hắn có thể dựa vào phục chế kính tượng tràng có được năng lực thực chiến, nhưng căn bản hắn vẫn là một gã phụ trợ hệ hồn sư. Chữ Vinh Vinh cũng là hồn sư hệ phụ trợ nhưng so với tình trạng của hắn lại mạnh hơn nhiều. Dựa vào tiến hóa của cử bảo lưu ly tháp, thiên hạ đệ nhất võ hồn hệ phụ trợ, thuộc tính thân thể của chữ Vinh Vinh còn ở trên áo tư tạp hơn nữa cửu bảo lưu ly tháp của nàng có đặc điểm hộ chủ ưu thế tiên thiên của võ hồn khiến lúc tiến hành hấp thu hồn hoàn nàng cũng an toàn hơn nhiều so với áo tư tạp đường tam chính là cảm nhận được áo tư tạp sắp sụp đổ mới xuất hiện ở trước mặt hắn áo tư tạp ngày thường tuy thích vui cười nhất hơn nữa hồn chú kia của hắn cũng hết sức đáng khinh nhưng đường tam biết kỳ thực áo tư tạp có một trái tim rất cao ngạo chẳng qua ở giữa bạn bè hắn từ trước đến giờ đều không biểu hiện ra mà thôi là một gã phụ trợ hệ hồn sư lại còn là một hồn sư hệ thực vật có thể để hồn lực của mình thủy chung không bị bạn bè kéo giãn cố gắng mà áo tư tạp đã bỏ ra gần như gấp đôi so với người khác hắn thường vào lúc mọi người đều đã nghỉ ngơi tự mình tiếp tục tu luyện ước hẹn 5 năm, năm của hắn cùng chữ vinh vinh năm đó không ai biết được trên thân hắn đã phát sinh chuyện gì nhưng đường tam có thể đoán ra được Năm năm đó đối với áo tư tạp mà nói, có thể tính là leo lên từ trong đống người chết. Nếu không hắn cũng sẽ không tiến bộ nhiều như vậy chỉ là hắn không muốn làm chữ vinh vinh lo lắng mà thôi nên chưa từng nói ra chuyện lúc trước trước mắt mọi người đều đang hấp thu hồn hoàn thần ban của bản thân áo tư tạp hoàn toàn có thể đem hồn hoàn thần ban hấp thu đến cấp bậc năm vạn năm trở lên thì hoàn thành hồn hoàn phụ gia với thân phận hồn sự thực vật hệ đạt đến phong hào đấu la điều này bản thân đã là đỉnh cao trước nay chưa từng có rồi nhưng rất rõ ràng hắn lúc này đang sắp tan vỡ đang giống những người khác nỗ lực theo đuổi cấp bậc mười vạn năm đường tam hiểu áo tư tạp sợ bản thân không xứng với chữ vinh vinh hắn phải khiến thất bảo lưu ly tông thậm chí là người của cả thiên hạ đều bới không ra chút tỉ vết nào hắn cũng phải sở hữu đệ cửu hồn hoàn mười vạn năm giống bạn bè trong lòng thầm nghĩ đường tam chậm rãi giơ tay phải lên ngón trỏ chỉ vào áo tư tạp xa xa một giọt máu màu lam vàng chậm chậm từ đầu ngón tay nhỏ ra hào quang từ dấu ấn của hải thần tam xoa kích trên trán đường tam trượt lóe một đạo ánh sáng màu lam vàng đã bao trùm lên thân thể áo tư tạp trực tiếp thấm vào qua da thịt hắn, tạm thời bảo hộ thân thể hắn không đến nỗi bị nổ tung. Nhưng, hấp thu hồn hoàn, nhất thiết phải dựa vào lực lượng của bản thân, ngoại lực không giúp nổi hắn, đường tam cũng không dự định giúp hắn hấp thu hồn hoàn, hào quang trượt lóe một chút ánh sáng màu lam vàng đó trên đầu ngón tay đường tam lặng lẽ ấn lên mi tâm của áo tư tạp, chỉ hơi nhấp nháy một lát, thì quang thải màu lam vàng đó đã dung nhập vào cơ thể áo tư tạp rồi. Chỉ là một giọt máu tươi, lại làm đường tam xem ra có chút mệt mỏi. Đó là thần huyết của hắn, cho dù chỉ có một giọt, nhưng đối với thần mà nói, lại là cực kỳ chân quý. Lúc trước, khi thiên nhận tuyết bị qua nâm lệ của đường tam đánh xuyên tim không hề chảy ra máu tươi chính là nguyên nhân này, thần ngay cả mất đi một giọt máu tươi cũng sẽ tổn thương đến nguyên khí. Lúc này, đường tam vì trợ giúp áo tư tạp, không tiếc hào phí nguyên khí của mình, hắn dù thế nào cũng không thể nhìn áo tư tạp nổ tung, càng là xuất phát từ hy vọng trong nội tâm, muốn giúp đỡ người huynh đệ này của mình một tay ánh sáng hải thần thu hồi huyết sắc trên mặt áo tư tạp dần dần rút đi thần sắc của hắn trở nên bình ổn hơn nhiều tuy thân thể vẫn đang run rẩy co giật như cũ nhưng nguy cơ của hắn cũng đã qua từng vòng từng vòng hồn hoàn xuất hiện xung quanh thân thể hắn khảo hạch mà áo tư tạp vượt qua trên hải thần đào là hắc cấp lục khảo không ra tăng tu vi hồn hoàn giống như chữ vinh vinh bởi vậy tám cái hồn hoàn đầu của hắn vẫn là hai vàng hai tím bốn đen như cũ lúc này trong mơ hồ đệ cử hồn hoàn đã dần dần xuất hiện, màu sắc đỏ thẫm như máu đó đã dự đoán áo tư tạp sắp thành công rồi. trên mặt đường tam lộ ra nét mỉm cười nhàn nhạt, áo tư tạp dưới sự trợ giúp từ một giọt thần huyết đó của hắn, cơ thể đã dung nhập lực lượng của thần làm kinh mạch, huyết nhục của hắn đều đạt được sự bổ trợ năng lượng thần, độ mạnh thân thể của hắn đã không còn yếu hơn những người khác nữa. cũng chính bởi vậy nên việc hấp thu đệ cử hồn hoàn cuối cùng này của hắn đã hoàn thành. cuối cùng, hồn hoàn hư ảo đó dần dần ngưng thực huyền phù trên chỗ cao nhất của cơ thể áo tư tạp hồn lực mạnh mẽ dao động từ cơ thể áo tư tạp lần lượt bạo phát ra khí tức của hồn hoàn mười vạn năm làm không khí vì nó run rẩy sương mù bị đường tam lùa lên trên đỉnh đầu hắn bồng bềnh rơi xuống rơi thẳng lên người áo tư tạp không giống với ban đầu đường tam dựa vào hô hấp nuốt vào sương mù này từ lỗ chân lông toàn thân đang mở ra của áo tư tạp chậm chậm dung nhập vào cơ thể hắn hồn lực khổng lồ sinh ra do đột phá cấp bậc phong hào đấu la không bị khống chế từ trong cơ thể hắn bạo phát ra Khí tức lớn mạnh, làm toàn thân trên dưới của áo tư tạp đều xuất hiện một tầng năng lượng hư ảo dao động, trong lịch sử giới hồn sư, cuối cùng đã xuất hiện vị phong hào đấu la hệ thực vật trước chưa từng có. Cơ thể áo tư tạp dần dần ngừng run rẩy, thần sắc thống khổ trên mặt cùng từ từ nhẹ nhàng trở lại, hô hấp của hắn trở nên trầm ổn hữu lực, mỗi một lần hít thở đều rất dài, quang mang màu hồng phấn nhàn nhạt, nhạt từ cơ thể hắn phóng thích ra, chín cái hồn hoàn thay nhau lóe sáng, phóng xuất ra quang thải chói mắt. Thành rồi trên mặt đường tam lộ ra một tia tươi cười bay người lùi lại mười thước áo tư tạp chầm chậm mở hai mắt hai con người của hắn so với trước đây đã có thêm một tầng quang thải long lanh khí tức phóng ra ngoài cơ thể từ từ thu lại từng chiếc từng chiếc hồn hoàn dần dần dung nhập vào cơ thể chuyển hóa thành khí tức bình ổn ôn hòa cả người nhìn càng có một loại cảm giác như quan ngọc hắn với thành tựu phong hào đấu la không chỉ thực lực bước vào một tầng khác mà ngay đến tinh khí thần cũng đã phát sinh biến hóa chính vào lúc đường tam cho rằng thành tựu đệ cửu hồn hoàn này của áo tư tạp đã hoàn toàn kết thúc đột nhiên trong không trung một đạo quang mang đồng dạng màu hồng nhạt xuất hiện không chút dự báo lướt tới rơi trên người áo tư tạp tốc độ của quang mang đó cực nhanh ngay cả đường tam thân là hải thần dưới tình trạng không có bất cứ dự báo nào trước cũng không kịp ngăn cản quang mang màu hồng đó trực tiếp xuyên vào từ mi tâm của áo tư tạp biểu tình của áo tư tạp rõ ràng đã trở nên cứng đơ cả người giống như đã hóa thành một pho tượng bất động không ổn Đường Tam giật mình kinh hãi, dưới sự bảo hộ của hắn, nếu việc truyền thừa của bạn bè còn xảy ra vấn đề, hắn làm sao ăn nói với những người khác đây? Lắc mình một cái, hắn đã đến bên cạnh áo tư tạp, quang mang màu vàng lam phút chốc hóa thành một chiếc lồng ánh sáng bao phủ thân thể áo tư tạp vào trong. Đồng thời hữu thủ của Đường Tam cũng trực tiếp ấn lên trán áo tư tạp. Thế nhưng, điều vượt khỏi dự liệu chính là khi Đường Tam cùng thần niệm của mình khóa chặt thân thể áo tư tạp lại, thăm dò kiểm tra mỗi một bộ phận của cơ thể hắn lại không phát hiện bất kỳ chỗ nào bất thường, mày nhíu lại, đường tam nhịn không nổi nhìn về hướng, mà quang mang màu hồng nhạt xuất hiện trước đó. Lúc này, áo tư tạp đã phục hồi tinh thần, ánh mắt ngơ ngẩn lại trở nên có linh động, chẳng qua hắn lúc này toàn thân bị hải thần thần lực của đường tam khóa chặt, gần như không động đậy được. Bạn đang xem đấu la đại lục được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim, đường tam thu hồi một bộ phận thần lực, nhưng thần niệm vẫn như trước tập trung trên thân thể áo tư tạp, để tránh phát sinh việc ngoài ý muốn đồng thời với việc giải trừ cấm cố thân thể quá tư tạp tiểu áo ngươi vẫn khỏe chứ đường tam lo lắng hỏi áo tư tạp vụt đứng dậy đột nhiên ha ha cười lớn khỏe khỏe đến không thể khỏe hơn được nữa tiểu tam chúng ta là huynh đệ với nhau vậy ca ca không nói cảm ơn nữa đường tam thở phào một hơi áo tư tạp không sao thì tốt vừa nãy có một đạo quang mang màu hồng phấn sau khi ngươi hoàn thành hấp thu đệ cử hồn hoàn đột nhiên từ trời giáng xuống rơi vào trong mi tâm ngươi Ngươi có cảm giác gì không áo tư tạp chợt cười hắc hắc trên mặt lộ ra một tia sắc thái thần bí huynh đệ lần này ta thật trúng thưởng lớn rồi ồ chuyện gì vậy đường tam hiếu kỳ hỏi sau khi thành tựu hải thần hắn có cảm giác khống chế được mọi thứ nhưng vừa rồi biến hóa đột nhiên đến đó lại không nằm trong sự khống chế của hắn hắn sao có thể không hiếu kỳ chứ áo tư tạp thấp giọng nói vừa nãy hấp thu xong đệ cử hồn hoàn hồn hoàn mười vạn năm đó làm ta cảm giác được thực lực của bản thân đã đạt được sự tăng vọt về chất. Đó thật sự quá kỳ diệu. Lần đầu tiên ta có loại cảm giác cường đại tuyệt đối đó. Hồn lực của ta hẳn đã đạt đến 92 cấp. Hấp thu hải thần thần lực của người tác dụng thật không nhỏ à. Những người khác sợ rằng hiệu quả còn tốt hơn so với ta. Dù gì thì họ hấp thu có lẽ càng nhiều hơn một chút. Sau đó, ta cảm thấy một dòng ấm áp đột nhiên chảy vào trong mi tâm của mình. Một thanh âm rất ôn hòa vang lên trong đầu ta. Người đó nói, thành tựu phong hào đấu la hệ thực vật, niên kỷ chưa vượt qua 40 tuổi. Ta có đủ tiềm lực kế thừa thần vị của người, bảo ta tu luyện hồn lực đến 99 cấp, thì tự nhiên sẽ có thể bắt đầu truyền thừa bước sau đó. Đường Tam mở to mắt. Thần vị, người nói quang mang màu hồng phấn đó là khí tức của một vị thần truyền cho người. Đây, đường tam thực sự có chút không biết lý giải thế nào. Bất luận là hải thần hán đã kế thừa, thiên sứ thần thiên nhận tuyết đã truyền thừa, hay là tu la thần mà ông cố đã nỗ lực bao năm muốn kế thừa, đều có nơi cố định lưu lại thần niệm hơn nữa khảo hạch đều là sau khi tiếp xúc mới xuất hiện nhưng vừa rồi quang mang màu hồng phấn đó lại là tự tìm đến cửa điều này so với tình hình của hắn một chút cũng không giống nhưng xét từ một góc độ khác quang mang màu hồng phấn đó trong sự giám thị của hắn mà vẫn có thể xông nhập vào giữa mi tầm áo tư tạp nói nó là cấp thần cũng khó trách thấy đường tam chìm vào trầm tư áo tư tạp cười nói tiểu tam người cũng không cần nghĩ quá nhiều nữa đừng quên kakata là phong hào đấu la hệ thực vật đầu tiên chỉ đơn giản một điểm này thôi thì đã là lịch sử chưa từng có rồi nói không chừng đây chính là bước then chốt nhất trong khảo hạch của thần chính là vì ta đã có thành tựu phong hào đấu la hệ thực vật lại trẻ trung anh tuấn cho nên người mới lựa chọn ta ha <laughs> ha xem ra ta cũng có cơ hội thành thần rồi cho dù thời gian kéo dài ra một chút nhưng ít nhất cũng không cần đi tìm kiếm thần vị nữa oa ha 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 áo tư tạp đắc ý cười lớn hắn hoàn toàn là xuất phát từ hưng phấn trong nội tâm từ trước đến nay trong sử lai khắc thất quái hắn luôn là người yếu nhất hương tràng phụ trợ của hắn tuy hiệu quả không tồi nhưng so sánh với cửu bảo lưu ly tháp của chữ vinh vinh vẫn có khoảng cách luận về lực chiến đấu hắn tuy có thể dựa vào phục chế kính tượng tràng sử dụng năng lực của bạn bè nhưng nếu thật sự đơn đấu thì hắn ai cũng đánh không lại lúc này đột nhiên đạt được thần vị của một vị thần hắn sao có thể không hưng phấn được sao sẽ không cần phải lo lắng vấn đề bản thân không xứng với chữ vinh vinh nữa tiểu áo vị thần tìm đến người này xưng là gì đường tam hỏi áo tư tạp cười hì hì đáp rất thích hợp với ta người đó nói người là thực thần hì hì thế này thì phong hiệu của ca ca cũng có rồi về sau mời gọi ta là thực thần đấu la oai phong không quách không thực thần đường tam trong lòng chợt hiểu xem ra suy đoán của áo tư tạp có lẽ là chính xác với thành tựu phong hào đấu la hệ thực vật đầu tiên rất có thể chính là bước thứ nhất trong khảo hạch truyền thừa của thực thần, cũng là bước then chốt nhất. Bạn bè có được khả năng kế thừa thần vị, đường tam sao không vui cho được, hồi tưởng lại sự cô đơn mà hải thần từng nói với hắn. Đường tam không khỏi bật cười, xem chừng, bản thân cho dù sau này thành thần, cũng sẽ không cô đơn mới đúng. Nếu mỗi một người bạn đều có thể có vận khí như tiểu áo thì tốt rồi. Chính vào lúc áo tư tạp đang hưng phấn cười lớn, lại là một đám sương mù chậm chậm thu lại, lộ ra nhân hình bên trong, vũ khí thu lại chính là người nhỏ tuổi nhất trong sử lai khắc thất quái u minh linh miêu chu trúc thanh hồn hoàn màu đỏ diễm lệ xuất hiện trên người chu trúc thanh nàng cũng đã hoàn thành đệ cử hồn hoàn của mình dựa vào thể phách vốn cường đại hơn nhiều so với áo tư tạp cộng thêm hồn lực mạnh mẽ chống đỡ đệ cử hồn hoàn mười vạn năm đã trở thành kết cuộc tốt nhất của hồn sư như nàng mắt thấy chu trúc thanh đã hoàn thành hấp thu hồn hoàn đường tam và áo tư tạp lại không nhìn nàng hai người không hẹn mà cùng nhìn vào không trung hy vọng có thể nghênh đón một đạo hào quang tự tìm đến cửa. Xong, sự thực chứng minh, vận khí, thứ này không phải ai muốn nó đến thì nó đến, bầu trời vô cùng yên ắng, không mảy may xuất hiện thêm bất kỳ một dấu tích gì của quang mang nữa. Chu Trúc Thanh chậm rãi mở mắt, hai con người màu đen như hai viên chân châu màu đen trói mắt, tầng hư ảo hình thành xung quanh thân thể cảm giác rõ ràng hơn nhiều so với áo tư tạp. Khi nàng từ dưới đất đứng dậy, giữa mỗi động tác, đều cho người ta một thứ cảm giác hư ảo không chân thật, giống như trên thân nàng thủy chung luôn đem theo một chuỗi những tàn ảnh vậy tiểu áo tam ca hai người đang nhìn gì vậy chu trúc thành có chút hiếu kỳ nhìn đường tam và áo tư tạp đang nhìn chòng chọc vào không trung không khỏi hiếu kỳ hỏi ơ ờ, không có gì trúc thành người ấy cũng thành công rồi thế nào hồn lực bao nhiêu cấp áo tư tạp cùng đường tam phục hồi lại tinh thần bọn họ biết vận may không có dáng lâm lần nữa người đưa ra câu hỏi là áo tư tạp chu trúc thành nhẹ mỉm cười tuy nhiên kỷ của nàng nhỏ nhất nhưng tính cách lại cực kỳ trầm ổn đối đãi với bạn bè thì tầng bảo hộ băng lạnh đó của nàng cũng không tồn tại phải đa tạ hải thần thần lực của tam ca và năng lượng của thâm hải ma kình phương muội 93 cấp rồi thật sự có thứ cảm giác một bước lên trời muội chưa từng nghĩ không đến 30 tuổi đã có thể có thành tựu phong hào đấu la đường tam mỉm cười đáp bình an hấp thu hồn hoàn thì tốt dù gì thì sử lai khác thất quái chúng ta bị người khác nhìn như quái vật cũng chẳng phải một ngày hai ngày bây giờ ta vẫn còn nhớ, lúc đầu khi chúng ta vừa đến học viện sử lai khác, các lão sư đã từng nói, học viện sử lai khác chỉ thu quái vật, không thu người bình thường. Xong, ngay cả là viện trưởng Phất Lan Đức sợ rằng, cũng không tưởng được, mấy quái vật người bồi dưỡng ra lại quái vật đến mức độ này à. Nghe Đường Tam nói xong, Áo Tư Tạp và Chu Trúc Thanh không nhịn được đều mỉm cười. Đường Tam hỏi, Trúc Thanh, muội hiện giờ cũng đã thành tựu phong hào đấu la rồi, chúng ta lại không cần võ hồn điện gia phong, muội chuẩn bị phong hiệu của mình gọi là gì Chú trúc thành nghĩ một lát đáp phong hiệu sao cũng được vậy dùng võ hồn của muội đặt tên đi gọi là u minh đấu la được rồi áo tư tạp chép chép miệng nói thật âm u trúc thanh à muội là nữ nhi vẫn không bằng gọi là linh miêu đấu la Chú trúc thanh trượt phì cười đáp thôi hương chàng đấu la phong hiệu của ta đương nhiên phải tự mình làm chủ cả người dính dính ta phải đi thanh tẩy một chút đã nói rồi nàng chuyển thân đi xuống núi trúc thanh muội đợi ta chút ta cũng cần đi rửa hương chàng đấu la cái gì phong hiệu của kakata là thực thần muội phải gọi ta thực thần đấu la mới đúng áo tư tạp vừa bất mãn gọi vừa đuổi theo hướng chu trúc thanh nhưng với tốc độ phong hào đấu la mẫn công hệ của chu trúc thanh làm sao hắn có thể đuổi kịp được chứ chu trúc thanh cũng tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội dòm ngó mình nhìn bóng dáng hai người rời đi đường tam không khỏi mỉm cười lắc lắc đầu bản thân thật sự quá tham lam rồi tình huống xuất hiện trên người áo tư tạp sợ rằng trong cả giới hồn sư đều là độc nhất vô nhị a à. sao còn có thể vọng tưởng cũng xuất hiện tình huống giống như vậy trên người những bạn bè khác được chứ nếu là như vậy thì thần đó thực sự cũng không đáng giá rồi xong tiểu áo muốn tu luyện đến 99 cấp còn đoạn đường dài cần đi dẫu sao hắn không thể hấp thu tiếp hồn hoàn phụ trợ nâng cao hồn lực nữa tất cả đều chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân hắn về phương diện này cho dù là bản thân đã thành thần cũng không thể trợ giúp hắn song May mắn hắn hiện tại còn chưa đến 30 tuổi, sau này còn có thời gian. Với thực lực của phong hào đấu la, sống đến 200 tuổi cũng là bình thường, 99 cấp hẳn là có thể thực hiện được mới phải. Đợi sau khi mọi việc đều kết thúc, mình và bạn bè sẽ tận khả năng ở cùng nhau. Như vậy, bất luận là việc áo tư tạp tu luyện kế thừa thực thần, hay việc tìm kiếm thần vị cho bạn bè, ít nhất mình cũng có thể bảo hộ bọn họ không gặp phải thương tồn. Đường Tam Quyết không cho phép tình trạng như ông cố đường thần lại xuất hiện trên người các bạn mình chính vào lúc đường tam đang suy ngẫm thần niệm của hắn đột nhiên hơi động mục quang lập tức nhìn về một đám sương mù dày đặc sương mù nháy mát tăng lên rồi lại biến hóa hình dạng nguyên chỉ là một đám hình tròn lúc này lại đột nhiên thu lại đẩy cao rồi dần dần biến thành một hình dạng khác đó là hình dạng của một bảo tháp trong sương mù sinh động như thật kể cả không dùng thần niệm lướt qua đường tam cũng biết chủ nhân trong sương mù này là ai xem ra vinh vinh cũng sắp hoàn thành hấp thu đệ cử hồn hoàn rồi cảnh tượng kỳ dị xuất hiện trên đỉnh núi hải thần sơn bảo tháp mà sương mù đó ngưng kết thành từ từ phát sáng lúc sương mù lẳng lặng không tiếng động tiêu biến đi xuất hiện ở đó lại không phải chữ vinh vinh mà là bảo tháp cực lớn cao đến bảy thước trên bảo tháp cửu thải lưu truyền dưới dương quang chiếu rọi thật long lanh động lòng người mỗi một tầng bảo tháp đều là điêu lan ngọc thế bảo quang óng ánh khiến đỉnh hải thần sơn tăng thêm một đạo cảnh sắc kỳ dị ngay đến hải thần thất thánh trụ thủ hộ đấu la cũng đều nhìn đến ngẩn ra đường tam thầm gật đầu cử bảo lưu ly tháp của chữ vinh vinh cuối cùng đã đại thành rồi dưới tác dụng của tiên thảo ban đầu mình đã tặng cho nàng thất bảo lưu ly tháp đã tiến hóa thành cử bảo lưu ly tháp thời khắc này khi nàng có được đệ cử hồn hoàn cử bảo lưu ly tháp của nàng cũng coi như đã thật sự hoàn thành trên ý nghĩa quả nhiên chín cái hồn hoàn lần lượt xuất hiện viên xếp ở cuối cùng đồng dạng cũng là một hồn hoàn màu đỏ tượng trưng cho mười vạn năm cử bảo lưu ly tháp cực lớn bắt đầu trở nên hư ảo thấp thoáng có thể nhìn rõ chữ vinh vinh đang ngồi ngay ngắn bên trong xong so với áo tư tạp chu trúc thanh nàng lại không nhếch nhác một chút nào ít nhất bên ngoài thân thể không có bất kỳ vết mồ hôi hay vết máu nào mặt ngọc trang nghiêm mang theo nét cười vốn dĩ đã tuyệt sắc như nàng càng tăng thêm mấy phần mỹ cảm thần thánh cử bảo lưu ly tháp hào quang dần dần thu lại bản thể cũng từ từ thu nhỏ biến trở lại kích thước nguyên bản trôi nổi trước mặt chữ vinh vinh đúng lúc đường tam chuẩn bị tiến lên chúc mừng chữ vinh vinh đã hoàn thành hấp thu đệ cửu hồn hoàn đột nhiên giữa không trung vang lên thanh âm một trận sấm sét đường tam sửng sốt giờ trời đang nắng a à, đâu ra tiếng sấm sét ngay sau đó một đạo hào quang cửu thải từ trên trời giáng xuống bồng bềnh rơi lên trên cửu bảo lưu ly tháp lập tức cửu bảo lưu ly tháp vốn dĩ đã vô cùng long lanh giống như dạng rỡ thanh xuân vậy quang thải trói mắt hóa thành một cột quang trụ sông lên trời ở giữa không trung biến ảo thấp thoáng trong không trung một hư ảnh khổng lồ phiêu diêu xuất hiện hư ảnh đó vô cùng rõ ràng là một nữ tử mặc cửu thải hà y mặt mang nụ cười nàng nhẹ nhàng hành lễ về phía đường tam trước sau đó mới hướng về phía chữ vinh vinh môi miệng mấp máy giống như đang nói điều gì đường tam lặng lẽ lao chán đến mồ hôi lạnh cũng không tồn tại trong lòng thầm nói hôm nay là ngày gì lẽ nào nói sử lai khắc thất quái chúng ta thật sự chính là quát vật chuyển thế hay sao lại xuất hiện thêm một thần tự mình tìm đến cửa không cần hỏi hư ảnh trong không trung kia đến từ thần niệm của một vị thần tuy trên cảm giác không cường đại bằng khí tức của hải thần thiên sứ thần tu la thần nhưng cũng tuyệt đối là một vị thần không sai được một ngày có hai vị thần tìm đến cửa muốn đem thần vị truyền cho bọn hắn việc này nếu truyền ra ngoài sợ rằng cả giới hồn sư đều sẽ náo động lên không biết tiểu áo đang thanh tẩy thân thể nhìn thấy màn này sẽ cười thành bộ dạng thế nào kể cả thành thần vinh vinh cũng có thể ở cùng với hắn nghĩ đến đây ánh mắt của đường tam không khỏi theo bản năng hướng lên người tiểu vũ trong lòng thầm hạ quyết tâm bất luận thế nào cũng phải nghĩ cách sau này tìm cho tiểu vũ một vị thần để tiến hành truyền thừa tương lai lúc mình đến thần giới cũng mang nàng đi cùng gió thổi nhẹ qua trên không nữ tử thân mặc váy dài cửu sắc lẳng lặng biến mất cửu bảo lưu ly tháp ở trước mặt chữ vinh vinh cũng rơi xuống lên tay nàng mang theo mấy phần mơ màng nàng mở hai mắt vừa nhìn đã trông thấy đường tam đứng trước mình không xa vội vàng nhảy lên tam ca vừa nãy có âm thanh của một người gọi là cửu thải thần nữ nói với muội muốn muội truyền thừa thần vị gì đó của nàng xong phải đợi muội đạt đến 99 cấp mới tiến hành khảo hạch đây không phải là mơ chứ trong sử lai like khắc thất quái người chữ vinh vinh yêu nhất đương nhiên là áo tư tạp nhưng người nàng tín nhiệm nhất lại là tam ca đường tam này trong lòng có nghi vấn tự nhiên người đầu tiên tìm đến cũng là hắn đường tam mỉm cười gật đầu đáp chúc mừng muội vinh vinh đây hẳn là thật muội phải nỗ lực đó đến 99 cấp có tam ca bên cạnh giúp muội muội nhất định có thể thông qua khảo hạch của cửu thải thần nữ chữ vinh vinh chớp chớp mắt không ngờ lại lắc lắc đầu thấp giọng nói không cần đâu muội không muốn truyền thừa thần vị gì cả đường tam sửng sốt một chút vinh vinh muội làm sao vậy không biết có bao nhiêu phong hào đấu la vì tìm kiếm thần vị mà nỗ lực một đời cũng không thể đạt được sự ưu ái của thần ngay đến cường giả đình cao như ông cố ta cũng vậy thần để mắt mà tìm đến cửa muội sao lại chữ vinh vinh giống như đột nhiên bừng tỉnh nhìn về bên cạnh phát hiện ra vị trí áo tư tạp vốn ngồi đã là khoảng không nhìn tiếp xung quanh không có thân ảnh của áo tư tạp mới vội vàng hỏi tam ca áo tư tạp đâu đường tam mỉm cười đáp tiểu áo đã hoàn thành hấp thu hồn hoàn rồi đang đi thanh tẩy thân thể một lát nữa sẽ về sao một lát không thấy mà đã lo lắng rồi sao chữ vinh vinh như thở phào một hơi đi đến bên cạnh đường tam nói nhỏ bên tai hắn tam ca huynh đáp ứng muội một chuyện được không đường tam có chút kinh ngạc đáp sao rồi vinh vinh muội sao lại là lạ thế nào chữ vinh vinh thấp giọng nói tam ca huynh đừng đem việc thần tìm đến lúc nãy nói cho áo tư tạp huynh ấy tuy bề ngoài phóng khoáng không gò bó gì kỳ thực lòng tự tôn rất lớn từ lúc đầu khi huynh ấy theo đuổi muội đã như vậy bây giờ thật vất vả chúng ta sắp thành chính quả rồi nếu để huynh ấy biết muội được thần tìm đến muội sợ huynh ấy lại âm thầm tự ti Muội không muốn cảnh năm năm đó lại xảy ra lần nữa, cho nên huynh nhất thiết đừng nói cho huynh ấy a. À. Đường Tam lúc này mới rõ ý của chữ Vinh Vinh, như cười như không nhìn nàng, nói: nói như vậy, muội không muốn sau này đi kế thừa thần vị này cũng là vì tiểu áo. Chữ Vinh Vinh bị Đường Tam nhìn gương mặt yêu kiều không khỏi nóng lên, khẽ gật đầu. Đường Tam xoa xoa đầu chữ Vinh Vinh, than nhẹ: Vinh Vinh, muội thật sự trưởng thành rồi. Bây giờ nghĩ lại lúc chúng ta quen nhau trước đây đại tiểu thư kiêu căng đó ta còn cảm thấy có chút không tưởng được chẳng trách đến cả cửu thải thần nữ cũng tìm đến muội xong muội xác định tương lai sẽ không tiếp thụ truyền thừa của nàng ta sao chữ vinh vinh kiên định gật đầu không thể ở cùng với người mình yêu thương thành thần còn có ý nghĩa gì tam ca huynh nhất định phải thay muội bảo vệ bí mật này đường tam cười ha ha nói đây là muội nói a à, muội đừng có hối hận tiểu áo lời của vinh vinh ngươi đều nghe thấy rồi chứ tự ngươi xem làm thế nào đi a à, chữ vinh vinh kinh ngạc ánh mắt vừa truyền, vừa hay nhìn thấy áo tư tạp thập thò từ dưới núi đi lên chỉ là sắc mặt lúc này của hắn trở nên rất kỳ dị ngẩn ngơ nhìn nàng từng bước từng bước chậm chậm đi tới trong mắt giống như mơ hồ có nước chữ vinh vinh xoay đầu nhìn đường tam khoái mắt lập tức đỏ lên tam ca huynh sao có thể như vậy huynh rõ ràng biết hắn đến rồi vì sao không ngăn cản muội nói mấy lời đó huynh vừa nói nàng vừa vụt chạy tới bên áo tư tạp mấy bước đã chạy đến trước mặt hắn chủ động chúi đầu vào lòng hắn ôm chặt lấy hắn dịu dàng nói tiểu áo huynh huynh đừng hiểu lầm muội không phải có ý muốn giấu huynh huynh yên tâm muội nhất định sẽ không kế thừa thần vị đó sau này muội mãi mãi ở cùng huynh đợi chiến tranh giữa thiên đấu đế quốc và võ hồn đế quốc kết thúc muội sẽ gà cho huynh được không áo tư tạp cúi đầu xuống ngơ ngẩn nhìn vinh vinh trong lòng trong cổ họng dường như có cái gì chặn lại một chữ cũng nói không ra Tiểu Áo, huynh đừng dọa muội. Thực lực không đại diện cho tất cả. Hơn nữa, bây giờ chúng ta cũng đều đã là phong hào đấu la rồi à? Đáp ứng muội được không? Đợi chiến tranh kết thúc thì lấy muội được không? Chữ Vinh Vinh đã nóng ruột tới mức khóc lên, nước mắt theo khuôn mặt yêu kiều rơi xuống. Vinh Vinh, Áo Tư Tạp đột nhiên mạnh mẽ ôm chặt Vinh Vinh. Ta muốn, ta đương nhiên muốn. Muội là của ta, mãi mãi đều là của ta. Vinh Vinh, muội đối với ta thật sự là quá tốt. Và lúc này luôn thông minh như áo tư tạp lại chỉ có thể nói ra mấy lời thẳng thắn bộc trực này nhìn dáng vẻ của họ trên mặt đường tam đã tràn ngập nụ cười ánh mắt ôn nhu nhìn về người yêu của mình trong lòng thầm nói tiểu vũ đến lúc đó chúng ta cũng thành hôn cùng với bọn họ được không chữ vinh vinh thấy được hồi đáp của áo tư tạp lúc này mới nhẹ nhõm hơn chủ động hôn lên môi hắn áo tư tạp đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy hai người xem như bên cạnh không có người hôn nhau nồng nhiệt chữ vinh vinh vẫn luôn xấu hổ ở trước mặt mọi người, rất ít có động tác thân mật với áo tư tạp, càng không cần nói tới việc hôn môi nồng, nàn không chút kiên kỵ trước mắt này. Khụ khụ, hai người chuẩn bị biểu diễn trước mặt mọi người sao? Thanh âm trong trèo, nhưng lạnh lùng lại mang theo mấy phần trêu chọc của chu Trúc Thanh từ một bên vang lên, nàng cũng đã thanh tẩy xong thân thể, thay một thân y phục sạch sẽ trở lại. Rời môi, chú Vinh Vinh thẹn thùng chúi đầu vào lòng áo tư tạp. Đều tại huynh, đều tại huynh, khiến bọn họ chế giễu rồi. Áo Tư Tạp chợt cười ha ha nói, phải, phải, tại ta, tại ta còn không được sao? Chẳng qua, Vinh Vinh, trở lại việc truyền thừa của cửu thải thần nữ đó nhất định phải tiến hành a. À? Cái gì? Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn Áo Tư Tạp, trên gương mặt vừa thả lòng lại lộ vẻ lo lắng. Tiểu Áo, huynh đừng như vậy, muội nói rồi, muội sẽ không rời xa huynh. Áo Tư Tạp cười hì hì đáp, chính là vì không rời xa ta, muội mới phải kế thừa thần vị của cửu thải thần nữ a. À? ô tiểu tam còn chưa kịp nói với muội hả vừa nãy ta chúc muội một bước cũng được một vị thần tìm đến người gọi là thực thần chữ vinh vinh gần người nhìn áo tư tạp chớp chớp mắt lại quay đầu nhìn đường tam đường tam một mặt vô tội nhìn nàng nói không phải ta không nói là muội quá vội vàng còn chưa cho ta cơ hội nói à tiểu áo là hồn sư hệ thực vật đầu tiên trở thành phong hào đấu la đã đạt được sự nhìn nhận của thực thần trong thần giới ta vừa rồi không phải đã hỏi qua muội sao muội xác định sau này không tiếp thụ truyền thừa của cửu thải thần nữ huynh các huynh các huynh xấu chết được chữ vinh vinh mãi đến lúc này mới tỉnh ngộ chẳng trách đường tam lại để lời của nàng bị áo tư tạp nghe thấy còn gọi áo tư tạp ra bản thân thật sự là quan tâm mà loạn quyền hồng rơi như mưa lên người áo tư tạp áo tư tạp mặc cho nàng đánh trên mặt lại thủy trung vẫn cười dài lời chữ vinh vinh cùng đường tam nói trước đó vốn dĩ hắn nghe không hết được lúc ấy hắn còn đang trên đường xuống núi nhưng đường tam lại thông qua thần niệm đem âm thanh của chữ vinh vinh truyền vào tai hắn vì hắn chữ vinh vinh thậm chí nguyện từ bỏ thành thần áo tư tạp làm sao có thể không kích động được chứ trong lòng hắn một tia ngăn cách tồn tại trong dĩ vãng đó thời khắc này sớm đã tiêu biến không còn đối với vinh vinh chỉ có tình yêu vô tận vinh vinh huynh yêu muội áo tư tạp nồng nàn nhìn chăm chú người yêu đang thẹn thùng tức giận trước mặt chữ vinh vinh ngây người một chút nắm đấm không đánh xuống nữa bỗng xả vào lòng áo tư tạp buông tiếng khóc lớn chu trúc thanh đi đến bên cạnh đường tam cười nhỏ nói tam ca các huynh thật quá tệ rồi lại tính kế vinh vinh như vậy đường tam cười ha ha đáp việc này không quan hệ gì đến ta là do tiểu áo tạo thành hắn nếu vừa xuất hiện đã nói cho vinh vinh hắn cũng đã đạt được sự chấp nhận của thực thần thì tự nhiên sẽ không bị vinh vinh hiểu lầm rồi việc của bọn họ thì để bọn họ giải quyết đi chu trúc thanh mỉm cười nói thật phải chúc mừng bọn họ đồng thời cùng đạt được sự thừa nhận của thần đây so với việc huynh tiến hành hải thần khảo hay còn may mắn hơn à đường tam nói đây cũng là kết quả do họ tự nỗ lực muội cũng biết bất luận là cửu bảo lưu ly tháp của vinh vinh hay võ hồn hệ thực vật của tiểu áo có thể tu luyện đến phong hào đấu la gian nan đến mức nào trên đại lục di tích thần lưu lại hẳn là không ít hiện giờ mọi người đều đã có thực lực của cấp bậc phong hào đấu la rồi chúng ta lại đều còn trẻ đợi chiến tranh kết thúc chúng ta tiêu diệt xong võ hồn đế quốc thì những ngày về sau chúng ta có thể vừa tu luyện khi ngao du sơn thủy vừa tìm kiếm tông tích các thần vị khác ta tin rằng rồi sẽ có một ngày sử lai khắc thất quái chúng ta ở thần giới cũng có thể tụ tập lại như vậy đường tam đang nói đột nhiên một tiếng phượng hót lanh lành phóng lên cao nhiệt độ nóng bỏng tràn khắp cả đỉnh hải thần sơn lớp sương mù bao quanh mã hồng tuấn phút chốc đã biến thành màu đỏ sậm ngay sau đó một con hỏa phượng hoàng khổng lồ phóng lên không trong không trung hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng đỏ. Đôi cánh phượng hoàng dài đến 10 mét sang rộng, tổng cộng 9 cái đầu phượng tư thái rất lạ, năng lượng hỏa diễm hắn đã tản phát ra, khiến cho cả bầu trời đều nhiễm lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt, nhạt. Mập mạp cũng thành công rồi. Đường Tam ngẩng đầu nhìn về phượng hoàng 9 đầu hiên ngang giữa không trung, phần vui vẻ trong lòng đó bất giác lại tăng thêm mấy phần. Viên hồn hoàn cuối cùng trên thân mã hồng tuấn cũng là màu đỏ, dưới một thân hỏa diễm phượng hoàng của hắn chiếu dọi lại không rõ ràng lắm nhưng nhìn từ năng lượng bạo phát ra từ trên người hắn, đường Tam đã có thể cảm giác ra thực lực của Mã Hồng Tuấn lúc này đã cực kỳ cường hãn, đặc biệt là lực bạo phát của Hòa Diễm Phượng Hoàng. Sợ rằng, cho dù có gặp phải hồn sư 95 cấp, cũng có lực liều mạng. Xong, sự thực cũng đã chứng minh, vận may không thể nào vĩnh viễn chiếu cố xử lai khắc thất quái, mập mạp hoàn thành tiến giai phong hào đấu la lại không đạt được sự ưu ái của thần. Hắn giang đôi cánh, xoay tròn trong không trung đủ ba vòng mới rơi xuống thân thể giữa không trung thu lại hòa diễm lần nữa hóa thành hình người vết nhơ trên người đã bị phượng hoàng hòa diễm nóng rực đó thanh trừ hoàn toàn trước khi rơi xuống đất mã hồng tuấn lấy ra một trường bào khoác lên thân mình thần thái trong ánh mắt không chút che giấu sự đắc ý trong nội tâm mình qua ha ha chín mươi ba cấp vinh vinh trúc thanh ca ca chín mươi ba cấp rồi lợi hại chứ phượng hoàng đấu la dáng thế ha 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 lúc này tinh thần của chữ vinh vinh đã ổn định lại rất nhiều không chút khách khí trưởng mắt với mập mạp một cái. Cấp 93 thì làm sao? Thế mà huynh còn là hồn sư cường công hệ, còn sở hữu vũ hồn cao cấp hỏa phượng hoàng nữa. Hồn lực còn chưa cao bằng ta huynh cũng không biết xấu hổ mà nói sao. Ta đã 94 cấp rồi. Ách! Mập mạp bất mãn nói. Đừng có đả kích ta được không? muội là thiên hạ đệ nhất võ hồn hệ phụ trợ. Hơn nữa cơ sở bản thân cũng tốt hơn ta. Hồn lực của muội cũng luôn cao hơn ta. Xem ra, mọi người đều hoàn thành rồi à. Áo Tư Tạp tức giận nói: Cái gì Phượng Hoàng Đấu La hẳn phải là Tà hỏa Đấu La, hay là kêu Câu Lan Đấu La có phải đỡ hay không? Vinh Vinh, ta cảm thấy tự đi được. Sau khi chúng ta trở về, ta sẽ cùng Hương Hương Hảo Hảo giảng giải lai lịch hai chữ Câu Lan trong Câu Lan Đấu La này. Không cần a, à, nhị ca, ta sai rồi. Nhắc tới Bạch Trầm Hương, sắc mặt Mã Hồng Tuấn nhất thời trở nên suy sụp, vẻ đắc ý lúc trước không còn lại chút nào. Nhìn hướng về phía Đường Tam xin sự giúp đỡ. Tam ca, ngươi phải thay ta làm chủ a. À? người xem hai vợ chồng hắn đều khi dễ ta đến tận bây giờ hương hương còn chưa có hoàn toàn tiếp nhận ta đâu người không thể để cho bọn chúng phá hoại tình cảm của ta à đường tam cười ha ha nói sự việc này là giữa các ngươi ta làm sao quản được kỳ thực chuyện lúc trước cũng không có gì khi đó ngươi dù sao cũng là do tà hòa không áp chế được à vừa nghe đường tam nói như vậy áo tư tạp chữ vinh vinh chú trúc thanh đều không khỏi cười ha hà mã hồng tuấn bi phẫn nói danh dự của ta đều bị các ngươi làm hỏng cả sao đới lão đại thế nào còn chưa xong việc dù biết mập mạp ngại nên nói chuyển sang chuyện khác nhưng ánh mắt của mọi người vẫn không khỏi rừng trên người đới mộc bạch vẫn chưa truyền thừa xong tiểu vũ thì bọn họ đương nhiên sẽ không lo lắng một là tiểu vũ cũng mới bắt đầu truyền thừa còn có cả đường tam ở bên tiểu vũ sao có thể có chuyện gì được chứ đường tam nói yên tâm đi đới lão đại không có việc gì hắn cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành hấp thu tố chất thân thể của hắn mạnh hơn các người một chút nên lúc hấp thu hồn hoàn thần ban cho khả năng nhận đến cực hạn cũng sẽ cao hơn vài phần, cho nên thời gian hắn hấp thu tương ứng sẽ dài hơn. Nói thật, ta thực sự chờ đợi đới lão đại cùng Trúc Thanh ở cấp bậc phong hào đấu la thi triển âm u bạch hồ có thể đạt tới trình độ nào. Lúc trước, thời điểm quốc đấu la cùng quỷ đấu la thi triển võ hồn dung hợp kỹ liền có thể đem hai vị vua rừng rậm đại minh và nhị minh kiềm chế một đoạn thời gian, độ phù hợp của võ hồn dung hợp kỹ của bọn họ cũng không cao lắm. Thực lực của Mộc Bạch cùng Trúc Thanh đã vượt qua bọn họ, độ phù hợp lại rất cao, thời điểm các người thi triển võ hồn dung hợp kỹ chỉ sợ đến thần cấp cường giả cũng không thể xem thường được chu trúc thanh cười nói trong thời gian ngắn thì có lẽ có thể được bất quá cho ai thử qua nên cũng không biết sẽ đạt tới trình độ thế nào đúng lúc mọi người đang nói chuyện sương mù chung quanh thân thể đới mộc bạch trượt bạo động oanh một tiếng sương mù mênh mông phiêu tán ra sau lưng hắn dưới cái nhìn chăm chú của mọi người liền thấy hình thành một bạch hổ cự đại trên hư không đới mộc bạch đột nhiên mở hai mắt hai đạo điện quang bắn xẹt qua không khí nơi mà quang mang đi qua trong không khí liền phát ra những tiếng lôi điện nổ đùng đùng liên tiếp đới mục bạch vẫn chưa dừng lại hình ảnh bạch hổ thật lớn sau lưng hắn kia lại ngửa mặt lên trời gầm lớn khi áp hoàn toàn từ năng lượng bộc phát từ trên đỉnh hải thần sơn mang theo một cơn lốc mãnh liệt thổi quét qua mây cùng gió rồng cùng hồ võ hồn bạch hổ của đới mục bạch sở khắc này cũng đã đại thành kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh gì các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người